Trong điều kiện nguồn cung văn phòng trong một vài năm tới đây sẽ khá hạn chế, các công ty sẽ gặp khó khăn trong việc mở rộng không gian làm việc. Như vậy, làm thế nào để có thể tăng quy mô nhân sự trong một khoảng không gian hiện hữu là vấn đề đang được đặt ra cho các nhà quản lý. Ngay sau đây thì ông Richard Colville, trưởng bộ phận quản lý tài sản của CBRE sẽ chia sẻ bí quyết để khai thác tối ưu không gian văn phòng. CBRE hiện đang quản lý 20 tòa nhà văn phòng trên khắp Việt Nam. Điều tôi muốn chia sẻ hôm nay là những xu hướng quản trị không gian văn phòng mới đang được CBRE áp dụng tại một số quốc gia. Trước hết, hãy nhìn tổng quan thị trường văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi nguồn cung ở Hà Nội khá dồi dào, thì nguồn cung tại thành phố Hồ Chí Minh lại khá hạn chế. Các tòa nhà hạng A và B hầu như đã kín chỗ. Ngay cả sang năm, nguồn cung văn phòng có tăng nhưng chủ yếu là của các công ty nhà nước. Cho nên điều quan trọng là làm thế nào để doanh nghiệp có thể sử dụng hiệu quả và tối ưu hóa không gian văn phòng của họ. Có 3 yếu tố quyết định việc sử dụng không gian văn phòng hiệu quả. Thứ nhất là con người, thứ hai là quy trình làm việc, trong đó có cả vấn đề công nghệ, và thứ ba là cách bố trí phòng ốc. Ở hầu hết các quốc gia, những người làm việc trong văn phòng đều gặp phải một vấn đề chung là không có đủ phòng họp, có quá nhiều giấy tờ và hồ sơ lưu trữ. Chỗ làm việc cố định dẫn đến thiếu diện tích. Tại một văn phòng của CBRE bên ngoài Việt Nam, chúng tôi đã triển khai cách làm việc mới giúp giải quyết được những vấn đề nêu trên và tạo dựng một không gian linh hoạt, đáp ứng được cả những nhu cầu ngắn và dài hạn của công ty. Chúng tôi đã giảm thiểu được 92% diện tích để hồ sơ bằng việc số hóa các tài liệu, tăng thêm 40% số nhân viên làm việc mà không cần phải mở rộng không gian bằng việc trang bị 100% laptop, không đặt bàn làm việc cố định mà để nhân viên ngồi ở bất cứ đâu trong một không gian mở, tăng gấp 3 lần diện tích phòng họp bằng việc tạo ra những phòng nhỏ đáp ứng vừa đủ nhu cầu họp từ 4 đến 6 người. Cách làm này đã mang lại nhiều lợi ích, cụ thể là chi phí trên đầu người giảm được đến 30%, sẽ cho phép đầu tư sang lĩnh vực công nghệ, giúp nhân viên làm việc thông minh hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn, phục vụ nhiều khách hàng hơn với chất lượng cao hơn. Ngay cả khi không muốn đầu tư vào công nghệ, thì việc thay đổi trong quy trình làm việc và bố trí lại không gian làm việc cũng mang lại kết quả tốt hơn. Chúng tôi đã nghiên cứu hành vi của nhân viên sử dụng không gian ra sao và huấn luyện họ sử dụng không gian hiệu quả hơn với một số giải pháp sau. Không còn những chỗ làm việc cố định, nhân viên có thể ngồi ở bất kỳ đâu trong phòng để làm việc thoải mái nhất. Loại bỏ những bàn làm việc truyền thống kiểu chữ L hay những bàn làm việc riêng lẻ mà thay bằng dãy bàn mà ai cũng có thể ngồi được. Các phòng họp có thể mở rộng hay thu hẹp không gian một cách linh hoạt bằng những vách ngăn di động. Đồng bộ hóa nơi làm việc bằng cách không cho phép nhân viên tạo ra góc riêng hay mang đồ ăn thức uống vào chỗ làm việc. Tôi cũng muốn đề cập đến việc tạo khu vực riêng cho những hoạt động khác nhau. Trong một ngày, chúng ta thường thay đổi các hình thức làm việc, đôi khi cần tập trung suy nghĩ, đôi khi cần thảo luận nhóm, đôi khi cần sáng tạo. Mỗi không gian riêng sẽ giúp bạn hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả hơn. Cuối cùng là hạn chế lượng giấy in trên đầu người hoặc loại bỏ toàn bộ, khuyến khích mọi người sử dụng văn bản điện tử. Song song đó là giảm thiểu hồ sơ lưu kho và chuyển số hồ sơ này đến một nơi khác có giá thuê rẻ hơn. CBRE đã áp dụng một phần cách làm này tại văn phòng ở Hà Nội và đã giúp tận dụng được thêm 50% diện tích. Đối với chủ tòa nhà, việc tạo điều kiện thuận lợi cho khách thuê là yếu tố then chốt. Họ chỉ cần đảm bảo thiết kế ban đầu ít cột, cho phép kết nối dữ liệu mọi nơi và tạo được những tầng nội bộ đối với một công ty thuê nhiều tầng.